Bây giờ là thì ném tạ của Trans William. Ta xem cú đếm không thành công của vận động viên Philippines. Điền kinh thì ở nội dung ném tạ. William Morisso của Philippines. Trọng tài sẽ tính mức ném ở cú ném này của Morris. Ném tạ nam Việt Nam chúng ta có Phan Thanh Bình. Đây là lần ném của vận động viên Thái Lan. Ném của Sim Samadi, vận động viên của Campuchia. Tiếp theo sẽ là vận động viên của Malaysia. Phạm Long Đen, vận động viên của Malaysia. Thành tích tốt nhất hơn 16m. Ném khá tốt, trước đó lượt ném của anh là 16,62m. Bóng độ xoáy nhất định trong cú ném này. Bây giờ sẽ là Phan Thanh Bình. Tích tốt nhất đang là 16m69.
Thì trước là ném Phan Đình Bình là 16m69. Còn cú ném này của Thanh Bình. Tiếp theo sẽ là vận động viên của Malaysia. Chúng ta cùng xem lại cú ném của vận động viên Malaysia. Ném tiếp theo. Đấm ném cũng phải khá tốt của Mauricio. William Mauricio Edward với 18,14m, làm kỷ lục mới. Mười tám phẩy mười bốn mét là thành tích mà Mauricio đạt được